sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thì đoạn này Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu và Thánh Gia. Vậy khi Đức Chúa Giêsu ra Đức Mẹ mà đi thành Jerusalem, thì Đức Mẹ dâng con cho Đức Chúa Cha. Xong lẽ người nhớ đến con, thì hai con mắt nên như hai suối nước chảy xuống, vì thảm thiết thương con lắm. Đến khi ông Thánh Gioan về thưa cùng Đức Mẹ rằng: Con đã xét xử thầy tôi đoạn. Đức Mẹ muốn xem mặt con thì phải đi cho trông. Đức Mẹ nghe tin ấy liền chạy đi cùng ông Thánh Gioan và bà Thánh Madalena vào rinh quan Phi-la-tô cho biết tin con là thế nào. Liền nghe người ta rằng: Đem Giê-xu Na-dê-rét lên núi Ca-va-ri-ô, người vác thánh giá nặng lắm. Bây giờ Đức Mẹ đi theo đàng ấy, liền thấy máu còn rơi trên đất, cùng nghe tiếng xào xạc, lại thấy các quan cầm khí giới sáng trưng, thì người chẳng biết cách nào cho được vào thấy mặt con. Chẳng hay người đó đang đợi đấy một giây, thì mẹ con mới thấy nhau. Bây giờ con thấy mẹ thì càng thêm đau đớn hơn nữa, vì con thương mẹ lo buồn quá sức mình. Mẹ lại thấy con thì đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy, vì mẹ yêu con hơn mọi sự thế gian, cùng hơn mình nữa. Khi ấy chẳng khác gì đám mây đen kia bởi đất mà lên, che ngất sáng mặt trời, thì sự đau đớn khi mẹ con mới thấy nhau cũng như làm vậy. Hai sáng ấy liền tối xem nhau chẳng đặng. Giang sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Khi đoàn này Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, nói đến sự thương khó Đức Chúa Giêsu thì càng thảm thiết lắm. Ai có lòng cứng như là đá mà suy ngẫm sự khốn nạn, làm vậy mà chẳng mềm lòng làm sao?
bởi vì lòng thương nước mắt chảy ra, ai còn tiếc được nước mắt cũng đấng chẳng tiếc hết máu trong mà chảy ra vì mình. Vậy quân Giu-đeo được lời quan dạy đem đi giết thì nó liền mừng bội phần. Vậy nó khiến người mặc một áo đỏ và đóng mao gai vào đầu như khi trước, thì càng thêm đau đớn hơn nữa. Còn mắt đã mất sáng, hai má đã sưng lên vì nắng phải đòn cùng và liên. Đoạn nó khiến người vác thánh giá lặng lắm, bởi chảy hết máu trong mạch cũng là thế thịt ra vì đòn và chịu đói mà vác. Từ đình Phi-la-tô cho đến núi Ca-va-ri-ô, Đức Chúa Giê-xu đi được 1321 bước, vừa đi vừa ngã cùng chịu các quan cầm dây buộc cổ mà lôi đi. Hễ là đi bước nào thì như dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu thấy thánh giá là sự ước ao đã lâu nay đã được thì mừng, liền nắm lấy như của trồng, nhưng bởi chẳng còn sức nhưng cũng gượng mà vác đi cho đến nơi. Đoạn Đức Mẹ gặp Chúa Giê-xu. Con tôi là sống linh hồn mẹ, mà khiến mẹ về lìa mặt con làm sao được? Vì bằng mẹ lìa con đây thì biết là đi đâu bây giờ. Mẹ thà chịu mọi sự khốn khó cho đến chết thì lấy làm dễ hơn để chịu một mình mà về. Chớ gì con để thánh giá nặng cho mẹ vác đỡ con, thì mẹ mới bớt một chút sự đau đớn trong lòng. Vậy mẹ xin để cho mẹ theo, để cho các quan giết con cùng mẹ làm một. Dù mà mau mẹ chẳng có sức đền được tội cho ai,
cậy mau con cho được sự ấy. Con tôi đi đâu thì mẹ theo đi đây. Khi Đức Chúa Giêsu giả ơn mẹ vì đã liều mình đến đây tìm con trong kẻ gian dữ. Con khuyên mẹ trở về kẻo khi thấy con chịu chết thì càng thêm đau đớn hơn nữa. Con tôi đi đâu thì mẹ theo đi đây. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mao gai nào ăn sâu trên cha. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài vá trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Giang sự thương có Đức Chúa Giêsu, ê đoạn này Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên cây thánh giá. Từ đình Phi-la-tô cho đến núi Ca-va-ri-ô, Đức Chúa Giêsu đi được 1321 bữa, vừa đi vừa ngã cùng chịu các quan cầm dây buộc cổ mà lôi đi. Hễ là đi bước nào thì như dao sắc thâu qua trái tim vậy. Núi ấy là nơi giết những kẻ có tội trọng, mà bởi những xác kẻ chết bò đấy chẳng có ai chôn thì gọi là Ca-va-ri-ô, nghĩa là núi rõ. Có kẻ truyền rằng xưa cất xác ông dòng ở đây, cùng rằng xưa ông Abraham đem con lên núi ấy toàn giết con cho được tế lễ Đức Chúa Trời. Thì rầy Đức Chúa Giêsu đến đây, quân giữ liền lấy dấm một chút và với mật
đắng mà trao cho người uống. Kẻ khác khi gần chịu chết thì nó cho uống rượu ngon, cho mạnh sức, cho được chịu khó cho lâu. Có một con Đức Chúa Trời thì nó cho uống của đắng mà thôi. Người nếm một chút chẳng có uống hết, vì uống của đắng làm vậy cho trong chết. Nhưng mà người muốn chịu khó cho lâu. Đoạn quân giữ cất mau gai đã lọt vào đầu chặt lắm, máu lại chảy xuống, cùng lột hết áo ra để cho trần truồng. Vậy khi ấy các dấu đòn đánh lại rất ra, máu chảy xuống như là nước. Mà giữa mùa rét còn Đức Chúa Trời chẳng có gì mặc, da cùng thịt đã xuất ra thì càng thêm đau đớn hơn nữa. Đoạn nó lại đóng mao gai vào đầu như khi trước. Xong lẽ khi quân giữ con dọn đục lỗ vào thánh giá, thì Đức Chúa Giêsu quỳ gối xuống chắp tay cùng ngửa mặt lên dâng ca và mình cho Đức Chúa Cha. Xin Cha chịu lấy máu con mà tha tội cho loài người ta cho đến hết đời. Ai có lòng cứng như là sắt khi nhem sự này làm vậy mà chẳng mềm làm sao? Cũng chẳng mến Đức Chúa Giêsu vì người chịu khó mỏi đàng vì ta. Vậy bốn người các quan đục lỗ đã sẵn, liền xô ngựa Đức Chúa Giêsu ra nằm trên cây thánh giá. Ấy là giường êm ai cha ca ta nằm khi đã nhọc thế thịt ra làm vậy. Ấy là vì người ước ao từ khi sinh ra, dù mà bề ngoài phải chịu trăm nghìn sự thương khó thì trong lòng người cũng mừng. Bây giờ các quan lấy đành sát bằng mũi mà đóng đai trên bàn tay mặt 28 bu.
Chúa. Anh ấy mới thâu quang phải mạch cùng gân và da lại sắt ra theo máu chảy xuống đất ròng ròng cả và mình đau đớn khôn lắm. Còn tay trái chẳng có đến lỗ lo làm đà sẵn vì có gân lại và rét cùng non thịt thì đau đớn quá sức mình. Nó liền lấy dây bùa cổ tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ thì mới đóng đành vào. Khi ấy xương ngực liền dạn ra thì người đau đớn khôn là an nắm. Đoạn nó lại buộc hai chân kéo xuống cho đến lỗ nó làm đà sẵn, cũng bắt hai chân chồng lại làm một mà đóng đành 36 mùa. Sự đau đớn chân cũng bằng tay thì đoạn nó đau lỗ dựng thanh giá lên, thì đoạn nó đào lỗ dựng thanh giá lên. Bóng chớp đông cả và mình Đức Chúa Giêsu, xương cùng ruột rụng lại, nhưng dấu chân tay bởi xác nàng thì xách ra. Khi ấy máu càng chảy xuống như nước, bấy nhiêu sự khôn ấy Đức Mẹ xem thấy con chịu và chịu lấy trong lòng. Thế là lần nào búa đóng đành vào chân tay con thì cũng như đóng đành vào trong lòng Đức Mẹ vậy.
Thương ôi, con đường Chúa Trời ra đời, chịu trăm nghìn sự thương khó, vì tội thiên hạ. Đứng Chúa Giêsu đã đến ngày giòn chiếu nắng, mà chuộng tội cho thiên hạ, thì có dạy dỗ những sự hiền lành, mà quỷ dùng lòng nó ban đương Chúa Giêsu 30 đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ, toàn liều mình chịu chết, thì từ giá đương mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là kẻ chở nước Giu-dê. Trong lẽ chưa chịu nắng, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giu-đa vui, chẳng những nước không, cùng lấy nước ban rửa chân cho nó nữa. Vì thương tiếng linh hồn ấy rình mẫn, đoạn đứng Chúa Giêsu truyền phép thánh thể cho thiên là mình máu thánh Đức Chúa Giêsu nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy Cha, mười kinh kính mừng, đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền phép thịt máu mình cho chúng con.
lại xin xuống dương giữ đạo cho trọn. Chờ ban chương thăng Giu-đa ban đương Chúa Giê-xu làm vậy. Đức Chúa Cha
sai một tiên thân xuống an ủi Đức Chúa Giêsu bao chịu nạn cho cả và loài người ta được khỏi tội nghi. Thì đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm cho lên nhóc cả ba mình mà mồ ôi máu chảy ra nhỏ xuống đất đi. Bấy nhiêu sự tế nguyện một kinh lạy cha một kinh kinh mừng thì tương Đức Chúa Giêsu lo muôn vì chúng tôi xin dốc lòng chừa mọi tội kéo làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy nghĩ. Thì Amen. Chào nó nghe
quan họ liền nói các quan như rằng: bay đi tìm ai? Nó thưa rằng: chúng ta đi tìm Giê-xu Na-za-rét. Thì bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán rằng: này tao! Nó liền ngã ra hết thì đoán Đức Chúa Giê-xu cho nó đứng dậy mà hỏi như khi trước: nó lại thưa như vậy thì người mới phó mình cho nó bắt. Tại một người đầy tớ thầy cả Giuseo mà Đức Chúa Giêsu của ông Thánh Phêrô cùng chữa tay thằng ấy cho đã. Bây giờ quan giữ lấy lời tối sẵn cùng dây ra mà buộc cổ và trói cánh tay Đức Chúa Giêsu đâm miệng 30 lần mà lôi đi. Thì đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quan giữ lại đạp dậy. Có kẻ lấy lòng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt lại châm vào mình cho tắt đi. Sao nữa đến trong thì nó đi trên cầu mà dòng dài bát Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo ra. Thế nguyện một kinh lạy Cha.
Giê-xu chịu khó vì chúng tôi. Thì xin mở dây ra là tôi buộc linh hồn chúng tôi. Chúa Giêsu.
lại lấy roi cùng bên dưới hai đi đánh ngang mặt lại và thâu đêm 400 lần hề đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng mày phải đây tớ Giêsu chăng? Ông thánh Phêrô liền sợ mà chối ba lần rằng tôi chẳng biết người ấy là ai. Hề Đức Chúa Giêsu thương mà giờ năn tội ấy lắm ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc. Hề khi ngắm bấy nhiêu sự thế nguyện mô lạy cha một kinh kính mừng hề thương Đức Chúa Giêsu chịu thương khó về chúng xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra kéo ngày nào trôi chăng thì thương
Chúa Giêsu cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô. Mà quan ấy xét chẳng thấy sơ gì lỗi thì khiến tha. Nhưng mà quan ấy kêu can chẳng cho. Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc vua Ê-rô-đê xét nghiệm. Mà Ê-rô-đê hỏi mọi xong lẽ Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng người này dại. Nào biết cái gì mà nộp cho tao xét làm sao? Thì đoán khiến lấy áo trắng cho mặc, rằng người dại thì mặc áo ấy. Mà đem về trả quan Phi-la-tô. Thì khi còn đi dọc đàng thì quan giữ đánh Đức Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ. Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương, vốn thói rủ rêu đến ngày lễ ca thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đây. Thì Phi-la-tô hỏi dân rằng một là Giêsu, hai là Ba-ra-ba, bây muốn tha ai? Bây giờ nó thưa rằng ta Ba-ra-ba mà giết Giêsu. Ừ.
một kinh kính mừng. Thương Đức Chúa Giêsu chịu xấu hổ vì chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Chớ bắt chước quân du dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi. Amen. Thank you.
ơi.